Rồi thì hôm nay chị sẽ chia sẻ cho gia đình mình về một cái giải pháp bảo vệ hàng tiêu hóa của Siberi. Thì ở trên màn hình này chúng ta sẽ thấy những cái ở đây là một cái giải pháp. Ở đây là một gói trà Turbo và đây là những dòng sọt Ben để giúp chúng ta làm sạch cái hệ tiêu hóa và đào thải những độc tố tích tụ ở trong cái hệ tiêu hóa của mình. Và không dùng thực phẩm đóng hộp nhiều carbon hydrate. Đây là chúng ta thấy là một cái hình ảnh là với một cái chữ no đúng không ạ? No. No nghĩa là đây chúng ta nhận cái sản phẩm này chúng ta hạn chế không nên dùng, không nên dùng nhiều, mình hạn chế một mức tối đa có thể. Những cái sản phẩm mà thức ăn nhanh, những thực phẩm mà đóng hộp thì thường là nó sẽ có những cái hàm lượng calo nó cao, hoặc là nó có đạm, hoặc là những cái chất đường tinh đường nó sẽ rất là cao, cho nên mình ăn thì nhiều sẽ không tốt sức khỏe của mình. Thì những cái sản phẩm đóng hộp thường là nó sẽ mang lại nhiều carbonhydrate tinh chế, có nghĩa là nó là một cái sản phẩm đường tinh chế qua rồi chứ không phải là đường nó giống như là trở trong cơm, trong 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 bún. Và cái chất béo bão hòa và chất phụ gia giữa trong thực phẩm đóng hộp có liên quan đến cái việc tăng nguy cơ rối loạn hệ tiêu hóa của mình. Và các chất phụ gia thực phẩm bao gồm glucose, muối và các hóa chất khác đã được chứng minh là góp phần làm tăng cái viêm ruột. Chất béo chuyển hóa có trong thực phẩm chế biến sẵn không chỉ là có tác dụng tiêu cực đối với sức khỏe của tim mà còn dẫn đến cái vấn đề bị viêm loét đại tràng. Thì đồ uống đóng chai thường chứa làm chất ngọt nhân tạo oxytol, loại chất được làm tăng số lượng vi khuẩn có hại đến đường ruột. Đây cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến đầy hơi tiêu chảy và một số vấn đề tiêu hóa khác. Thì ngược lại, chế độ ăn mà thực phẩm tươi sạch và giàu chất dinh dưỡng sẽ bảo vệ bạn chống các rối loạn tiêu hóa, hạn chế sử dụng đồ đóng hộp và chế biến sẵn là cách tối ưu đảm bảo sức khỏe của hệ tiêu hóa của mình. Và chúng ta nên bổ sung nhiều chất xơ. Thì chất xơ là rất có lợi cho cái hệ tiêu hóa. Có ba loại chất xơ phổ biến là chất xơ hòa tan, không hòa tan và biotin. Chất xơ hòa tan là giúp hấp thụ nước vào phân khiến chúng trở nên mềm hơn, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Chất xơ hòa tan được tìm thấy trong cám yến mạch, các loại đậu và hạt. Đó thì chúng ta ăn những cái thực phẩm đó để bổ sung thêm cái chất xơ hòa tan giúp chúng ta hạn chế cái vấn đề táo bón. Và chất xơ không hòa tan thì nó hoạt động giống như là một cái bàn chải khổng lồ, giúp làm sạch ruột, loại bỏ mọi chất thải và cặn bã trong đường tiêu hóa. Rau cải ngũ cốc cam lúa mì là nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan được tin dùng. Rồi biotin là một dạng chất xơ có nhiệm vụ nuôi vi khuẩn có lợi giúp đường ruột khỏe mạnh. Tương tự, rồi biotin có mặt trong nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc. Một chế độ ăn giàu chất xơ thường xuyên đã được chứng minh thúc đẩy nhu động ruột và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa bao gồm loét, trào ngược, trĩ hoặc viêm ruột thừa. Thì ở Siberia có cái dòng sản phẩm sọt Ben này thì nó sẽ giúp chúng ta bổ sung thêm chất xơ và nó giúp thanh lọc cái hệ bạch huyết và nó làm cho mình hỗ trợ và cân bằng cái vi sinh đường ruột, rất là tốt cho sức khỏe. Và mình cũng đừng quên thêm cái chất béo lành mạnh. Chất béo lành mạnh vừa giúp cảm thấy dễ tiêu hóa hơn sau bữa ăn, vừa cải thiện được khả năng hấp thụ một số chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo. Bên cạnh đó, axit béo omega 3 có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về ruột và rối loạn tiêu hóa. Thực phẩm chứa nhiều axit béo omega 3 có lợi bao gồm những cái hạt lăm, hạt chia và các đặc biệt là các quả ốc chó cũng như các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi. Cái chất béo omega 3 này thì nó nằm ở trong các loại đậu hạt, thì nó có nhiều chất béo omega 3. Và để cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể, chúng ta có công thức uống nước là 0,4 ml nước trên 10 kg cân nặng trên một ngày. Thì mất nước là nguyên nhân phổ biến của táo bón. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống từ 1,5 lít đến 2 lít nước mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng này. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta có thể là uống nước tùy theo cái cân nặng của mình. Những người mà có cân nặng như 7-80 kg thì chúng ta cứ lấy công thức là 0,4 nhân 10 kg cân nặng trên
trọng lượng trên một ngày thì chúng ta sẽ ra công thức uống nước chính xác cho từng cái cơ thể và phù hợp với từng cái thể trạng của mỗi người. Trong điều kiện thời tiết nóng bức hoặc đối với người có tập luyện thể dục thể thao thì cần bổ sung lượng nước nhiều hơn. Có thể là chúng ta uống 0,5, 0,6 đối với những người mà ở ngoài nắng vận động nhiều, để đổ mồ hôi nhiều chúng ta phải cần bổ sung lượng nước. Và uống nước một cách đúng nhất là chúng ta nên uống từ từ, uống khi không khát, uống chậm và uống từng ngụm nhỏ. Đó thì một cách uống uống nước đúng. Ngoài ra nước lọc bạn cũng có thể cung cấp chất lỏng cho cơ thể bằng trà thảo mộc hoặc các loại đồ uống khác không chứa caffeine. Một cách nữa đáp ứng hàm lượng nước cần thiết là mình ăn các loại trái cây và rau quả mọng nước, chẳng hạn như là dưa chuột, bí xanh, cần tây, cà chua, dâu, bưởi và đào. Thì đây là một cái trên màn hình chúng ta, đây là cái trà turbo được chiết xuất từ thảo mộc trên vùng đảo Okhon của cái nước Nga. Và với sự kết hợp của các loại thảo mộc, lá phan tả diệp, vỏ cây bút đen, gừng, táo, cúc, la mã có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giúp nhuận tràng. Ở đây là cái một cái gói trà này là giúp cho chúng ta thải độc rất là tốt. Và để giữ tinh thần thoải mái, ruột và não được cho là có mối liên kết phức tạp, nghĩa là những cái gì tiêu cực diễn ra ở não cũng sẽ tác động xấu đến ruột, nghĩa là cái bộ phận hệ tiêu hóa là đường ruột của mình là giống như bộ não thứ hai của cơ thể. Nếu như mình buồn phiền thì cũng ảnh hưởng đến những cái người mà người ta suy nghĩ tiêu cực, hoặc là người ta sống với một tâm trạng buồn phiền không được vui vẻ thì thường là cái hệ tiêu hóa của người ta sẽ bị tổn thương, nhất là cái dạ dày của mình, nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy. Tại vì cái hệ tiêu hóa là đó là bộ não thứ hai trong cái cơ thể. Khi ở trong trạng thái quá căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra các hormone khiến máu và năng lượng chuyển ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Stress được cho là có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như là loét dạ dày, tiêu chảy, táo bón và hội chứng ruột kích thích. Kiểm soát căng thẳng, tập yoga hoặc ngồi thiền đã được chứng minh vừa giúp thư giãn đầu óc, thoải mái tư duy, vừa có tác dụng cải thiện và triệu chứng ở những người mắc hội chứng ruột kích thích và các bệnh rối loạn tiêu hóa. Chúng ta có thể dành ra một chút thời gian cho các hoạt động thú vui và dự án mà bạn hãy để bản thân được tự nhiên và sáng tạo khi muốn thúc giục. Giải ô chữ, đi dạo trong công viên, đọc sách, khâu vá, vẽ tranh cùng các con, chơi với thú cưng, hãy làm bất cứ điều gì mà bạn ưa chuộng để chúng ta có một cái lối sống năng động, tích cực và làm bạn được vui vẻ. Chúng ta sẽ hạn chế được cái vấn đề ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mình. Và tập trung khi ăn, có nghĩa là khi ăn thì chúng ta tập trung ăn, không nên vừa ăn vừa xem phim, hoặc là vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc là làm vừa ăn vừa đi làm công việc này công việc nọ thì nó cũng không tốt cho sức khỏe. Nếu không tập trung chú ý vào bữa ăn, bạn rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó tiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhai chậm và tập trung thưởng thức bữa ăn có thể làm giảm các triệu chứng ở người bị viêm loét đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Đừng quên tắt tivi và các điện thoại cũng như các thiết bị di động khi ăn để giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa phổ biến như khó tiêu và đầy hơi. Và ăn chậm nhai kỹ thì thực tế quá trình tiêu hóa đã bắt đầu từ trong miệng. Khi nhai càng lâu thì nước bọt tiết ra càng nhiều. Nước bọt có vai trò hỗ trợ tiêu hóa một phần thức ăn trong miệng và trở thành chất lỏng trộn thức ăn ở dạ dày trước khi chuyển vào ruột non một cách trơn tru. Trong khi nhai không cẩn thận có liên quan đến giảm hấp thu chất dinh dưỡng. Ngược lại, nhai kỹ thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng như khó tiêu và ở nóng. Hơn nữa, hành động nhai chậm rãi thậm chí còn được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, và điều này cũng có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa của mình. Và nếu mà chúng ta nhai kỹ thì cái khi mà nước bọt mình nó kích thích và trộn, nó sẽ được tiêu hóa chất đường ở ngay từ khoang miệng, còn những cái chất đạm, chất béo thì nó sẽ được xuống bao tử và nó sẽ được nhào trộn với axit dạ dày và nó sẽ thành một cái dạng nhũ tương và đầu đứa sẽ đưa xuống ruột non chúng ta. Và tích cực vận động về thể chất, tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để củng cố sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Các nghiên cứu cho thấy người khỏe mạnh có tập thể dục vừa phải, ví dụ như đạp xe, chạy bộ, khiến thời gian vận chuyển thường đường ruột tăng lên gần 30%. Mặt khác, đi bộ 3 phút mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể về triệu chứng táo bón mãn tính,
Ngoài ra tập thể dục còn có tác dụng chống viêm nhờ các khả năng làm giảm các hợp chất viêm trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm ruột và chậm lại và lắng nghe cơ thể. Nếu không nắm bắt được tín hiệu đói và no của cơ thể, bạn sẽ dễ dàng ăn quá nhiều và sau đó là cảm thấy đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Nhiều người tin rằng khi dạ dày đã đầy thì phải mất đến 20 phút sau bộ não mới nhận ra điều đó và ra lệnh điều khiển bạn ngừng ăn. Mặc dù khoa học vẫn chưa chứng minh được tính chính xác, song thực tế là phải mất một khoảng thời gian để hóc môn no hoặc đói từ dạ dày tiết ra đến được với não, do đó nên dành thời gian để ăn chậm và chú ý đến khẩu phần ăn vừa đủ để bản thân, một cách để ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như khó tiêu và đầy hơi. Ngoài ra ăn uống theo cảm xúc cũng có tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Thay vì khi ăn đang lo lắng, hãy thư giãn trước bữa ăn, có thể cải thiện các triệu chứng không mong muốn mà do bị rối loạn cái hệ tiêu hóa của mình. Và thường thì chúng ta nên ăn á, mình đừng có nên ăn no quá, mình ăn vừa, mình nghe nghĩa là cái cảm giác mình nghe vừa no là mình ngưng, để cho cái hệ tiêu hóa của mình nó làm việc được tốt hơn. Đặc biệt là cái buổi tối á, cái buổi tối là sau 8 giờ, nghĩa là mình sau 8 giờ thì mình không nên ăn những cái chất mà khó tiêu, để nó làm cái hệ tiêu hóa mình nó sẽ vào đó, nó sẽ làm chậm cái quá trình nhào trộn thức ăn và để nó hấp thụ vào. Cho nên là chúng ta cái sau 8 giờ tối chúng ta hạn chế, nhất là các anh nam mình cũng hạn chế vấn đề bia rượu sau 8 giờ tối để bảo vệ sức khỏe mình được tốt hơn. Sức khỏe có được là do mình thay đổi được cái thói quen thôi các anh chị ạ. Có nghĩa là mình thay đổi được cái thói quen thì mình sẽ có được sức khỏe tốt. Rồi, từ bỏ thói quen xấu. Mọi người đều biết những thói quen xấu như hút thuốc nè, uống quá nhiều rượu bia và ăn khuya rất có hại cho sức khỏe nói chung. Rồi, tuy nhiên các hành vi trên cũng chịu trách nhiệm cho một số vấn đề về hệ tiêu hóa của mình. Hút thuốc làm tăng gấp đôi nguy cơ trào ngược axit. Thói quen xấu này cũng có liên quan đến loét dạ dày, khiến tình trạng viêm loét đại tràng hay ung thư thường đường tiêu hóa vẫn tiến nặng hơn. Hãy luôn nhớ rằng từ bỏ hút thuốc là sẽ hút thuốc lá sẽ đem đến rất nhiều lợi ích. Uống rượu, rượu khiến axit trong dạ dày tăng sản xuất, có thể là dẫn đến chứng ở nóng, trào ngược hoặc loét dạ dày. Uống quá nhiều rượu còn gây xuất huyết đường ruột, viêm ruột và tổn hại đến vi khuẩn trong ruột có lợi. Và ăn khuya, nằm ngủ sau khi ăn khuya sẽ dẫn đến chứng ở nóng và khó tiêu. Lý do bởi vì cơ thể cần thời gian để tiêu hóa cũng như cần trọng lượng kéo thực phẩm đã ăn di chuyển xuống đúng hướng. Khi bạn nằm xuống, dịch dạ dày sẽ tăng lên và gây ở nóng hoặc các triệu chứng trào ngược. Sau khi ăn, cần chờ 3 đến 4 giờ để có thời gian cho thức ăn di chuyển từ dạ dày xuống ruột non mới nên đi ngủ. Thì chúng ta cũng đây là những cái thói quen xấu chúng ta nên từ bỏ. Đấy. Thì hồi nãy thì cũng nói nghĩa là mình sau 8 giờ tối thì mình hạn chế ăn và những cái rượu bia thuốc lá, đây là những nguồn độc tố mà cái này rượu và thuốc lá. Rượu bia thuốc lá là những cái nguồn độc tố đưa vào cơ thể của mình, chứ nó hoàn toàn không mang cho mình được một cái chất dinh dưỡng gì hết. Mình hút thuốc nhiều sẽ ảnh hưởng đến phổi và nó bị viêm phế quản, và nó viêm phổi và nặng hơn nữa là ung thư phổi. Còn mình uống rượu bia nhiều quá thì cái gan chúng ta nó không xử lý được. Cái gan của chúng ta giống như là một cái nhà máy xử lý rác thải, mà nếu chúng ta nạp quá nhiều độc tố thì nó không thể nào xử lý được, và những cái độc tố nó lan truyền ở những bộ phận khác thì sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của mình, và đặc biệt là gan. Đầu tiên cái lá gan của mình là chịu ảnh hưởng trước nhất. Đấy. Và để hỗ trợ đường ruột bằng các chất dinh dưỡng thì một số chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh bao gồm men vi sinh, probiotic, glutamin và kẽm. Probiotic là vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cải thiện khó tiêu đầy hơi cũng như cả triệu chứng táo bón lẫn tiêu chảy. Probiotic được tìm thấy trong thực phẩm lên men như dưa cải, kim chi, sữa chua và được bào chế dạng viên nang bao gồm hỗn hợp các chủng lactobacillus và basilum. Glutamin là loại axit amin bảo vệ sức khỏe đường ruột và được chứng minh có khả năng giảm tính thấm ruột, rò rỉ ruột ở những người mắc bệnh nặng. Có thể bổ sung glutamine trong các loại thực phẩm như là gà tây, đậu nành, trứng và hạnh nhân. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi chọn hình thức uống trực tiếp. Mà các glutamine kẽm là một trong khoáng chất quan trọng cho đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ điều trị tiêu chảy
viêm đại tràng, rò rỉ ruột và các vấn đề về tiêu hóa. Thiếu hụt kẽm có thể là khiến bạn bị rối loạn tiêu hóa. Theo khuyến cáo, lượng kẽm cần thiết phải bổ sung hàng ngày là 8 mg cho phụ nữ và 11 mg cho nam giới. Các loại thực phẩm giàu kẽm bao gồm động vật có vỏ như là hải sản, thịt bò và hạt hướng dương. Tóm lại, đối với những người đang gặp các bệnh rối loạn tiêu hóa, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này. Trong đó, một, thực đơn với thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, chất béo lành mạnh và chất dinh dưỡng là bước đầu tiên để có tiêu hóa khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chú ý chậm ăn, chậm nhai kỹ, giảm căng thẳng và luyện tập thể dục cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Cuối cùng, từ bỏ các thói quen xấu ảnh hưởng đến tiêu hóa như hút thuốc, uống rượu, ăn khuya sẽ giúp giảm các triệu chứng bị rối loạn tiêu hóa. Và cái giải pháp của Siberi là bảo vệ hệ tiêu hóa. Đây là những cái dòng sọt đen. Dòng sọt đen này để nó giúp chúng ta cân bằng và cải thiện được cái những cái vi sinh đường ruột. Và đây là những cái sản phẩm siêu vitamin. Và đây là canxi, magie, sắt. Và bên đây là cái trà turbo. Đây là cái giải pháp để chúng ta bảo vệ cái hệ tiêu hóa của mình. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ về cái giải pháp series bảo vệ cái hệ tiêu hóa của mình. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.